Chỉ cần những hành động này của một người là có thể biết người đó có phúc tướng hay không. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp về những thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Bị ức hiếp, lòng không đổi sắc. Khi bị người khác ức hiếp hay bôi nhọ vẫn có thể giữ được sắc mặt điềm nhiên không đổi. Kỳ thực, để làm được điều này không hề đơn giản. Là con người thì chúng ta ai cũng mong muốn được người khác tôn trọng, nhất là ở những chỗ đông người ngoài xã hội thì điều này lại càng quan trọng hơn. Vậy nên khi bị người khác khinh nhờn không phải là chúng ta không nhận thức được, mà ngược lại, khi bị người khác khinh nhờn chúng ta có thể nhìn xuyên, xem thấu được tâm can, thủ đoạn của họ nhưng vẫn nhẫn nhịn, can tâm, vui vẻ. Đây lại chính là những người có đại trí tuệ. Ban ân cho người, lòng không ghi nhớ. Giúp đỡ người khác nhưng không ghi nhớ trong lòng, thời thời, khắc khắc, luôn cảnh tỉnh bản thân. Tương trợ người khác, đó là bản tính lương thiện của mỗi người, là điều giúp mình vui vẻ. Cho người khác niềm vui chính là tặng cho mình nụ cười. Làm thiện mà cầu bồi đáp thì cũng bằng như chưa làm, sẽ mất đi ý nghĩa chân chính của người hành thiện. Giúp người trong lúc khó khăn là bản năng của mỗi người, do vậy không nên vì làm được chút việc tốt mà lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. Làm việc tốt mà mong cầu người khác đền ơn, đáp nghĩa thì đó không còn là việc thiện, việc tốt nữa, vì lúc này nó đã trở thành một hành vi đầu cơ kiếm lợi mất rồi, bản chất đã thay đổi. Biết lỗi của người không kể với người khác. Mọi người đều có mặt tốt, mặt xấu của riêng mình, không ai có thể vẹn toàn. Cổ ngữ có câu, nhân vô thập toàn cũng chính là vậy. Không nên vì người khác có chút sai phạm mà đi khắp nơi nói với mọi người. Như vậy thì không chỉ là đối với người khác không tốt mà bản thân cũng trở thành người không có hàm dưỡng. Làm như vậy cũng tự biến mình thành người xấu. Một người có hàm dưỡng khi biết được cái sai của người khác thì nên khéo léo nhắc nhở riêng cho họ. Làm được như vậy thì người gặp lỗi cũng vui vẻ tiếp thu sửa đổi, ắt sẽ cảm kích người nhắc nhở mình như là một ân nhân. Người có hàm dưỡng thì không nói xấu người khác sau lưng, dù cho đó có là chuyện phiếm cũng không bao giờ đem người khác ra trêu đùa. Cho dù chỉ là một lời bông đùa vô ích thì ít nhiều cũng khiến đối phương tổn thương. Bị người dối gạt cũng không buông lời oán giận. Biết được sự xảo trá của người khác cũng không buông lời oán giận. Đây chính là người đại trí tuệ, có thể vui, buồn, mặt đều không biến sắc. Dù cho người khác có dụng tâm hãm hại thì cũng tĩnh tâm suy xét chính mình, tìm phương, nghĩ kế mà giải quyết vấn đề êm thỏa. Nhận ân của người không quên tình nghĩa. Nhận ân một giọt, báo ân một dòng, đối với ân đức của người khác phải ghi lòng, tạc dạ. Có điển tích Hàm Tín khi xưa trong lúc cơ hàn gặp được người cưu mang, cho một bát cơm cứu đói. Sau này, khi thành một đại tướng quân, nhưng ông vẫn không quên ơn ngày xưa mà trở về quê nhà tặng cho ân nhân năm xưa ngàn lượng vàng. Làm người mà biết ân của người khác chính là một loại mỹ đức. Học cách biết ơn, cảm ơn người khác chính là giúp bản thân mình trưởng thành hơn. Một người có trái tim đầy lòng biết ơn, ắt phải là một người thiện lương, biết sống nhu hòa với mọi người, không tranh giành chính là người có phúc. Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc. Con người một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác thì ắt hẳn sống sẽ rất mệt mỏi. Sống trên đời này đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra tranh đua cao thấp. Một số thứ trong đời không phải cứ tranh mà có được, mà nếu được rồi cũng chưa hẳn đã vui. Người khác có sự huy hoàng của họ và bạn cũng có sự tốt đẹp, sáng lạn của chính mình. Thế giới này đầy rẫy những hỗn tạp, tranh chấp, cướp đoạt, đố kỵ, oán hận và mưu mô, tự chung chỉ vì một chữ tranh. Tranh nhau ngoài sáng, âm thầm đấu đá trong tối.
tranh để có được cái lợi lớn nhất, từ lớn đến nhỏ, hôm nay tranh, ngày mai tranh, anh tranh, tôi tranh đến, tranh đi, gà bay, chó sủa. Người ngã ngựa đổ cho đến cuối cùng lại trở về với cát bụi, thoát khỏi hồng trần, chỉ còn lại lòng ích kỷ và đố kỵ. Nếu như nghĩ thoáng một chút, không tranh với đời, xem nhẹ cái được mất, hạ thấp mục tiêu xuống và xem nhẹ danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong cuộc sống có rất nhiều lý do để không tranh, nhưng chỉ vì cái dục vọng cá nhân như rắn núp trong bụi cỏ, không ngừng gặm nhấm trái tim con người. Nếu như bớt tranh một chút, xem thấu sự vật, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn và bạn sẽ thấy rằng ai ai cũng bao dung, thế giới sẽ rộng lớn. Cũng chính vì lẽ đó, nụ cười sẽ rạng ngời, nắm tay vững bền, lễ phép với mọi người sẽ chân thành hơn, nhiệt tình hơn, tình hữu nghị bền chặt hơn, bạn bè nhiều lên, tình thâm ý dày, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc. Quý vị thân mến, ngoài những hành động thì chúng ta cũng dựa trên một số đặc điểm để có thể đoán định được một người có phúc tướng hay không. Sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi đó là những đặc điểm nào trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, lòng bàn chân hồng hào, đầy đặn. Những ai sở hữu lòng bàn chân đầy đặn, phần lòng bàn chân hồng hào thì chính là người có phúc khí. Đây còn được gọi là bàn chân hồ xoài bởi hình dáng giống hồ xoài mập mạp. Người này làm gì cũng thuận lợi hơn người khác, được nhiều người giúp đỡ tương trợ, vận khí cũng tốt hơn người. Quý nhân dẫn dắt nên người có tướng phúc hậu này giảm bớt được những khó khăn có thể gặp phải trên đường đời, cuộc sống đủ đầy, chẳng lo cực khó, ấn đường khoáng đạt. Ấn đường chính là khu vực giữa hai lông mày, ấn đường khoáng đạt chính là rộng thoáng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, ấn đường không nên rộng quá mà nằm trong khoảng rộng để vừa hai ngón tay là vừa đẹp. Đây là dấu hiệu khá đơn giản để nhận biết được người nào có phúc báo. Người này có lòng khoan dung độ lượng, cuộc sống rất phóng khoáng, chẳng mấy khi tính toán chi li. Họ có khả năng nhẫn nhịn, chịu đựng tốt, sẵn sàng cắn răng vượt qua nghịch cảnh mà không một lời cảm thán. Đường nhân duyên của người có ấn đường khoáng đạt cũng rất tốt, bởi họ là người thân thiện và cởi mở, sẵn lòng bỏ qua sai lầm của người khác, cũng vui vẻ giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào có thể. Phúc báo cũng chính từ đó mà ra, người ở hiền ắt gặp chuyện lành, dù có trải qua khó khăn nhưng họ vẫn thuận lợi vượt qua, được quý nhân phù trợ. Cánh mũi lớn, lỗ mũi nhỏ. Xem tướng mũi thì lỗ mũi rộng không phải là nét tướng tốt, bởi đó là tướng mạo của người không giữ được tiền bạc trong tay. Theo lời người xưa, người có lỗ mũi rộng thường không phòng hộ, sẽ mất tiền, thậm chí phá sản. Tuy nhiên, xét kỹ về nhân tướng thì nếu bạn có cánh mũi lớn nhưng lỗ mũi lại nhỏ thì chắc hẳn sẽ được hưởng nhiều điều may mắn. Cánh mũi lớn, lỗ mũi nhỏ thường gặp ở những người sống độ lượng, phóng khoáng, không so kè thiệt hơn. Vì những người thân thiết hay bạn bè của mình, họ sẵn sàng chịu thiệt về mình. Bù lại thì họ cũng được mọi người vô cùng yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Sởi lời trời cho, có xả bỏ thì có đắc được. Thế nên tiền bạc của họ bỏ ra rồi sẽ quay lại còn nhiều hơn gấp bội phần. Tai hồng hào, dài tai to rủ. Tai có màu hồng nhuận là tướng người phát về đường công danh. Còn người có đôi tai màu ửng hồng và lẫn màu trắng ngà hay viền tai cong tròn là người có cuộc sống an nhàn, phúc báo cả đời hưởng không hết. Nếu dài tai to và rủ xuống vai là tướng người đại phú, đại quý. Nếu hướng về phía miệng thì càng có nhiều may mắn. Khóe miệng hướng lên trên hay mỉm cười. Khóe miệng hướng lên trên tạo cho chủ nhân nét mặt nhẹ nhàng, dễ chịu, lúc nào cũng như đang cười, là tướng người phúc hậu. Theo nhân tướng học, người này có tính tình hiền hòa, sống ngay thẳng, chân thật, có nét ngây thơ như trẻ con, chẳng chút mưu mô tính toán. Cũng chính vì điều này mà họ dễ bị người khác lợi dụng. Song kể cả khi rơi vào trường hợp đó thì họ cũng chẳng oán trách quá nhiều mà vẫn luôn giữ trái tim trong sáng, sẵn sàng, thông cảm cho khó khăn của người khác. Người tốt bụng như vậy thường có vận khí tốt, chẳng cần phải tranh đấu quá nhiều mà sẽ có được những thứ thuộc về mình,
chẳng phải chịu thiệt thòi quá nhiều, có gặp họa cũng sẽ hóa giải được, chuyện dữ lại hóa lành. Sống mũi cao thẳng. Người có sống mũi cao, trơn nhẵn là người có số mệnh phú quý giàu sang, gặp nhiều may mắn trên đường đời, có địa vị trong xã hội. Sống mũi càng cao, càng dài thì công danh sự nghiệp càng dễ bề thăng tiến. Nhưng lạ ở chỗ, dù thăng tiến nhanh chóng như vậy, nhưng họ hiếm khi bị người khác ganh ghét, đố kỵ. Ngược lại, có nhiều anh em, bạn bè giúp đỡ mỗi khi có khó khăn. Những người này sẽ được nhiều người ủng hộ, lại có năng lực nên dễ dàng trở thành người lãnh đạo. Những may mắn đó khiến cho người có sống mũi cao thẳng là một trong những người được hưởng nhiều phúc báo. Tuy nhiên, cần chú ý một điểm khi xem xét người nào có phúc báo. Đó là sống mũi không được có nếp gãy, bởi chỉ một nét tướng nhỏ sai lệch như vậy cũng khiến cho cuộc đời của người đó sẽ sang hướng hoàn toàn khác. Lông mày dài sắc, hơi rủ về đuôi. Đuôi lông mày hơi rủ, liền mạch chạy dài qua mắt là tướng của người có phúc, chỉ là đôi khi bị người khác lừa gạt. Lừa gạt ở đây không phải vì người này không có tài, không có trí, mà đơn giản vì họ là những người có lòng lương thiện, sống ngay thẳng, trung thực, lại chẳng tính toán thiệt hơn nên sẽ bị lợi dụng. Sau người ở hiền, ắt được hưởng phúc lành, họ sẽ được ông trời bù đắp những thiệt thòi của mình bằng những điều tốt đẹp, kẽ ngón tay có lỗ hổng. Khi khép 5 ngón tay lại với nhau, nếu người nào có phúc báo thì giữa kẽ ngón tay sẽ có lỗ hổng. Điều này có thể khiến cho họ hay đánh mất tiền bạc. Song thường là do họ là người phóng khoáng, không tính toán thiệt hơn nên hay chịu phần thiệt về mình. Người có nét tướng này thường sống nghĩa khí, họ có thể vì giúp người mà hại đến thân mình. Nhưng họ chẳng bao giờ chần chừ, bởi giúp được người khác là điều khiến cho tâm hồn thanh thản. Người càng cho đi thì càng nhận về được nhiều hơn, họ có phúc báo. Họ có phúc báo đủ đầy, họ vận vô cùng tốt đẹp. Người ta hay nói, người ngốc hay hưởng phúc. Kỳ thực, cái gì cũng có giá của nó. Bạn có tâm lành hay giúp người thì tất được người giúp lại. Khi chúng ta tạo phúc cho người khác thì đến lúc sẽ được người khác tạo phúc cho mình. Đừng chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà hãy cứ giúp người bằng thiện tâm vô tư, rồi bạn sẽ được hưởng phúc báo thuộc về mình. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.